Phật tử bi di thường thì có hai hạng. Một là bi di xong rồi 8 năm sau cũng không thấy đi chùa nữa. Có một cái cô Phật tử này về chùa Thiên Bình quy y với sư phụ, thì 2-3 năm sau sư phụ Thiên Bình đi dự lễ trai tăng ở một cái chùa cũng khá xa, thì gặp lại cái cô Phật tử này. Thì cô Phật tử này mới nhìn sư phụ Thiên Bình, thấy ông thầy này quen quen, nó biết gặp đâu rồi, mới lại là thưa thầy, con nhìn thầy thấy quen quen, không biết thầy ở đâu. Thì sư phụ Thiên Bình mới nói tôi ở chùa đó đó. Ủa vậy hả? Con quy y ở chùa đó đó. Ngay cả cái chùa mình quy y, cái bổn sư của mình quy y cũng không nhớ, thì hơi tệ. Còn cái hạng người thứ nhất, thứ hai đó, là sau khi quy y là đi chùa miết, đi chùa mặc kệ gia đình luôn, bỏ gia đình đi chùa, bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con. Thì sao? Cái đời sống gia đình nó không được trọn vẹn, dễ bị xích mích. Vợ đi chùa miết thì sao? Chồng ghen. Chồng đi chùa miết thì vợ ghen. Cho nên khi mà đi chùa, quý vị nên sắp xếp ổn thỏa cái công việc của gia đình, thì hãy đi chùa để giữ cái hạnh phúc của gia đình. Con ong á, nó có trách nhiệm và bổn phận của con ong. Con kiến cũng có trách nhiệm của bổn phận của con kiến. Một vị tổng thống cũng có trách nhiệm và bổn phận của một vị tổng thống. Và Phật tử tại gia cũng có trách nhiệm và bổn phận của Phật tử tại gia. Hồi trước Thiên Bình còn học trung cấp á, Thiên Bình được phân công đi khất thực, xin đồ La Ghim đó quý vị, về nấu ăn. Thì tuần thứ ba mỗi tháng ở tỉnh Thất Phước Thạnh mình có tổ chức nấu cơm từ thiện đó. Thì thầy trụ trì cũng đi chợ để mà quá duyên đàn na tín thí, xin đồ La Ghim về để nấu cơm từ thiện, đúng không ạ? Thì hôm đó Thiên Bình đang đi đẩy xe ba gác đi khất thực, thì gặp một cái cô này, cô Phật tử, một cái cô Phật tử rất là lâu năm ở chùa. Thì gặp Thiên Bình thì không có chào mà nói: chú, ông đài thầy trụ trì khỏe không chú? Ông khỏe không? Thiên Bình mới nghiệm lại là trụ trì mà chùa Thiên Bình lúc đó đang ở là một vị hòa thượng rất là đức độ. Mà sao Phật tử đi lâu năm mà cái xưng hô mà trịch thượng như vậy? Thì Thiên Bình mới nói là: thưa cô hòa thượng, rong rài vẫn khỏe, nhưng mà do lớn tuổi cho nên sức khỏe cũng không ổn định cho lắm. Chú biết không, hồi đó đó tôi là hộ trì cái chùa đó nhiều lắm, tôi hộ mấy khóa rồi đó, cúng dường chùa đó nhiều lắm, mà rong rài lớn tuổi rồi bệnh nhiều quá cho nên là tôi không đi không được. Thì Thiên Bình mới nghĩ lại là Phật tử đi chùa, nhưng mà chúng ta cúng dường, chúng ta công quả, thì đó gọi là công quả giỏi thôi chứ chưa gọi là tu giỏi. Chỉ con lo công quả mà không lo tìm hiểu giáo lý, không lo tu học, thì trở thành gì quý vị? Có cái bản ngã và xem quý thầy không ra gì hết. Cũng có một cái cô Phật tử cách đây vài bữa, cũng là Phật tử lâu năm, đi vào chùa. Ông thầy có ở chùa không? Tôi vô tôi gặp ổng. Ông không có ở chùa thì tôi đi về, lát nữa tôi vô. Gặp quý vị sẽ trả lời như thế nào ạ? Thiên Bình chỉ biết mỉm cười thôi chứ sao giờ. Cho nên hôm nay Thiên Bình đến với tỉnh Thất Phước Thạnh với chủ đề bổn phận của người Phật tử tại gia. A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, cái người Phật tử tại gia đó, chúng ta tới năm bổn phận thôi. Nói năm bổn phận là ít. Thứ nhất là gì? Bổn phận với chính bản thân mình.
Thứ hai là bổn phận với gia đình mình. Thứ ba là bổn phận với người ngoài gia đình mình. Thứ tư là bổn phận với ngoài xã hội. Thứ năm là bổn phận với Phật Pháp. Ở đây chúng ta làm được bao nhiêu phần rồi ạ? Im lặng. Giống như Thiên Bình mới hồi nãy có nói đó, hạng người Phật tử thứ hai đó, hạng người Phật tử thứ nhất, xin lỗi, là quy y xong rồi mất tích luôn, không đi chùa, không chịu đi chùa. Quy y có cái tên, đặt tên pháp danh rồi, Diệu A, Diệu B, Diệu Thảo, Diệu Liên gì đó, xong rồi mất tiêu luôn, không chịu đi chùa. Có một cái chướng duyên trên cuộc đời gì đó, cái vị Phật tử đó gặp một vị thầy hay một vị sư cô nào đó làm cho vị đó thối tâm, thì vị đó tuyên bố là không tin tăng nữa, chỉ quy y nhị bảo thôi, là Phật bảo và Pháp bảo, không quy y tăng. Có trường hợp này không ạ? Có. Nhưng mà cái vị nào nói câu đó chắc chắn đọa địa ngục, nếu vị đó không sám hối. Tại vì Đức Phật dạy là Tam bảo Phật Pháp tăng, phải đầy đủ ba ngôi báo đó mới trở thành Tam bảo. Một vị nào đó phạm lỗi, không phải cả tăng đoàn phạm lỗi. Tăng là gì? Là bốn vị tỳ kheo trở lên mà phải thanh tịnh mới gọi là tăng. Ví dụ như mình có một gia đình, mình có 10 người mà một đứa con mình đi ăn trộm, thì có mình có quy chụp là cả gia đình đi ăn trộm được không ạ? Không có đúng. Cũng như vậy, một tổ chức, một quốc gia nào thì có người này người nọ, chúng ta không thể đánh đồng được. Đó là cái chướng duyên của cô Phật tử đó. Nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ lại là còn rất nhiều vị thạc đức, bậc long tượng của Phật giáo, tại sao chúng ta không nương tựa? Cho nên người Phật tử tại gia chúng ta, thứ nhất là phải tin sâu nhân quả. Ở đây quý vị có tin nhân quả không ạ? Quý vị nói tin nhưng mà chưa chắc tin hẳn đâu. Thiên Bình dám nghĩ như vậy. Tại sao? Tại vì quý vị thấy hằng ngày đó, cái cô đó, cô ăn hiền ở lành lắm, tại sao mà bị chuyện này chuyện nọ, thậm chí bị tai nạn, bị bệnh. Cái cô kia tại sao cô cúng dường cho chùa rất là nhiều, đi tu rất là nhiều, mà tại sao lại gia đình phải bị xào xáo như vậy? Còn bà kia bà ăn ở thất đức lắm mà sao bà sống dai quá? Có không quý vị? Chúng ta từng suy nghĩ như vậy. Chúng ta chưa chắc tin nhân quả. Nếu mà có nhân quả, tại sao có những trường hợp như vậy? Thì nhân quả ở đây là gì? Nhân quả hiện báo, sanh báo và hậu báo. Hiện báo là quả báo tức thì, giống như quý vị trồng một cây lúa thì quý vị biết 3 tháng sau là nó sẽ gặt. Quý vị trồng một cây dừa thì ít nhất 5 năm sau mới có trái. Thậm chí là trồng một cái cây cổ thụ thì ít nhất 10 mấy, 20 mấy năm nó mới bự lên, nó mới lớn lên được. Cũng như vậy, có thể mình trồng cái nhân hiện tại nhưng mà kiếp sau mình mới lãnh được. Thì dẫn chứng Thiên Bình xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Thời xưa đó, có một vị thiền sư đi hóa duyên để mà xây chùa. Thì đi từ thôn quê đến thành thị để hóa duyên, thì gặp một cái vị này. Vị này cũng trạc tuổi, thấy vị thiền sư đi hóa duyên cho nên đi ra cửa hỏi là bạch thầy, thầy đến đây để làm gì? Thì vị thiền sư mới trình bày cái hoàn cảnh như vậy. Thì hỏi vị này mới hỏi là thầy còn thiếu bao nhiêu? Thì xây chùa thổ đó là 20 quan tiền, mà hiện tại là tôi hóa duyên được 10 quan tiền rồi, còn thiếu 10 quan nữa. Thì với cái lòng cung kính Tam Bảo, cái phát tâm cúng dường, cái vị này mới
nói là bạch thầy, thầy đứng đây chờ con một chút xíu, con vô nhà rồi con ra con cúng dường cho thầy. Thì thực sự là cái vị này á, là ở đợ. Ở đợ thì quý vị biết thời đó đâu có tiền, cho nên á, là vô gặp ông chủ á, là thưa ông chủ cho tôi ứng 10 quan tiền. Ở đợ chơi sang ghê hen. Giống như quý vị là một tháng có 1 triệu bạc, quý vị dám ứng 100 triệu. Dám không? Chắc không dám đâu. Thì ông chủ ông mới nói là ông ở đợ mà ông dám ứng 10 quan tiền. Ông ở đợ biết chừng nào ông mới trả đủ cho tôi. Thì cái ông ở đợ này ông mới trình bày đó là muốn cúng dường xây chùa, cho nên bây giờ là xin ông là cho tôi ứng đi. Bây giờ tôi làm không công luôn, cho tôi ăn cơm được rồi. Quý vị thấy cao cả không? Một vị thính chủ rất là vĩ đại, chưa chắc giờ chúng ta làm được. Thì ông chủ ông nghe như vậy, ông mới cảm động, ông mới phát tâm, thôi tôi cho ông ứng trước 10 quan. Thì cái vị ở đợ này mới nhận 10 quan tiền của ông chủ, đem ra cúng dường vị thiền sư để xây chùa. Thì trò chuyện với nhau cũng một cái ngắn ngủi thôi, rồi vị thiền sư cũng đi trở về nơi trú xứ của mình để xây cất tự viện. Thì trải qua một thời gian sau khoảng 2-3 năm thì cái chú ở đợ này mới phát bệnh ra, bị cùi. Thì gãi tới đâu thì lở loét tới đó, gãi tới đâu thì máu mủ tới đó. Trải qua một thời gian sau nữa bị mù luôn hai con mắt. Nếu như là một người Phật tử bình thường thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta nói nhân quả ở đâu? Một người cúng dường như vậy, thuần thành như vậy, tại sao bà lại bị như thế đó? Thì ông chủ mới thấy cái vị này á, là bị bệnh như vậy, cho nên mới nó kêu lại là thôi hồi xưa ông khỏe mạnh thì tôi mới mướn ông, bây giờ ông bệnh cùi mà ông còn mù nữa thì ông làm được cái gì? Rồi thậm chí mai này ông có thể lây bệnh cho tôi nữa, thôi giờ ông cuốn gói ông đi đi. Kể như 10 quan tiền đó là trả cũng gần hết rồi, nhưng mà ông cuốn gói ông đi đi. Thì cái vị ở đợ này mới nói là thưa ông chủ, bây giờ tôi bị mù mà còn bị bệnh như vậy thì ông đuổi tôi đi rồi, giờ tôi làm cái gì? Tôi làm cái gì để sống? Nhưng mà ông chủ nói như vậy rồi thì thôi tôi đi. Thì người vị này mới đi mon men tìm việc làm nhưng mà không ai nhận. Vừa bị bệnh cùi mà vừa bị mù nữa thì đâu có ai nhận. Cái vô tình trời xui đất khiến như thế nào á, cái vị này té trước ngay cái chùa ngày xưa mà vị đó phát tâm cúng dường. Thì cái vị trụ trì á mới đi ra vô tình thấy một cái vị lấm lem bùn đất mà bị bệnh trong người nữa, cho nên vị trụ trì mới đem vào chăm sóc, thuốc thang, tắm rửa. Mà lúc đó vẫn chưa biết, hai người vẫn chưa nhận ra nhau. Sau khi mà cái vị này khỏe lại thì hai người mới tâm sự hàn huyên với nhau, thì mới chợt nhận ra là cái vị đại thí chủ ngày xưa cúng dường xây chùa cho mình. Hòa thượng rất là mừng rỡ, bao năm nay tìm kiếm ngài mà không gặp, muốn tri ân ngài mà không gặp, nay lại gặp ngài ở đây trong hoàn cảnh này thì thôi bây giờ cũng không có vợ con gì, vợ ở chùa hai thầy trò cùng tu với nhau được không? Vị này mới nói bây giờ bạch thầy, con bây giờ bị bệnh mà còn mù nữa, con làm được cái gì đâu thầy? Thì hòa thượng mới nói bây giờ ông đóng chuông thôi, đóng chuông cũng có công đức nữa, cứ ở chùa đóng chuông cho tôi. Thì cái vị này mới đồng ý. Thì một hôm á là hòa thượng có công việc phải đi, đi xa, thì kêu là ông ở nhà thôi, ông đừng có đi ra ngoài, tại vì bị mù mà còn bị bệnh nữa, cho nên ông đừng đi ra ngoài, cẩn thận, tôi đi 3-4 bữa tôi về. Thì hòa thượng vừa mới đi á, có một ngày á là trời đổ mưa,
Thì cái chú này nghe lấp phất ở bên ngoài mưa á, thì nghĩ là bây giờ mình bị mù rồi, mà mình không làm được gì cho chùa hết trơn á, thôi bây giờ mình mon men mình mò ra ngoài, mình gom cái đống củi cho chùa. Trời mưa mà. Thì vô tình vừa mới bước ra ngoài thì trợt té rớt xuống cái hầm, chết đuối. 3 ngày nổi lên sình luôn. Thì vị hòa thượng có công việc trở về thì thấy như vậy mới lội xuống vớt vị đại thí chủ này lên và khóc rất là nhiều. Ông trời bất công quá. Một vị thiền lành như vậy, một vị có công đức lớn như vậy, tại sao lại bị nhiều cái bệnh như vậy? Ngay cả một vị thiền sư lúc đó vẫn còn chưa tin nhân quả hoàn toàn thì mới xây. Trước khi mà tẩn liệm chôn á, thì vị thiền sư mới viết lên 2 cái bàn tay: thiên nhãn bất ngư, thiên lý bất công. Là ông trời không có mắt, ông trời không công bằng. Thì mới chôn cái vị này. 3 ngày sau xét đánh cái mã đó. Thì vị thiền sư này bước ra trời, than trời trách đất. Tại sao ông trời bất công nó như vậy? Một người ăn hiền ở lành như vậy mà tại sao ông trời không có mắt? Thì vài hôm sau vị thiền sư này mới nằm mộng, thấy một cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Thấy một cái anh rất là tuấn tú đến gặp thiền sư. Bạch thưa thiền sư, con chính là cái người mù mà vừa mới chết được thiền sư tẩn liệm và chôn cất. Nhờ cái phước báo cúng dường mà con được ngài Quán Thế Âm thọ ký và hướng dẫn rằng là đáng lẽ con á, một kiếp là phải bị cùi, một kiếp là phải bị mù, một kiếp là phải bị chết trôi, và một kiếp phải bị sét đánh. Nhờ công đức cúng dường, nhờ con theo thầy tu học mà 5 cái kiếp nạn đó gom lại thành một kiếp. Cho nên bây giờ con đầy đủ phước báo, con sanh vào cái cung vua, làm con đầu lòng của đức vua là thái tử đó, được sống trong cảnh giàu sang sung sướng. Nhưng mà khi mà sanh ra đời thì con sẽ khóc và không ngưng. Hai tay con sẽ nắm chặt lại, chừng nào ngài đến thì con mới ngưng khóc. Thì sau khi vị thiền sư tỉnh dậy đó, qua ngày sau thì nghe là trong cung loan ra tin là hoàng hậu vừa sanh thái tử. Thì vị thiền sư này mới nghĩ rằng sao mà trùng hợp quá vậy. Thì nhưng mà đúng như là lời cái vị thanh niên đó nói là thái tử khóc hoài không có nín. Thì mời bao nhiêu danh y, mời bao nhiêu lương y vẫn không chữa được cái bệnh đó. Thì vị thiền sư này mới đi lên kinh thành, mới xin vào cung vua để gặp. Thì lính canh mới nói là bao nhiêu lương y người ta còn chữa không hết, ông là một vị tu sĩ sao ông chữa được. Thì vị thiền sư nói bây giờ cho tôi thử đi, lỡ được làm sao. Thì vị thiền sư này mới vừa bước vào cái phòng thì tiếng khóc o oe nó nín lại. Tất cả đều rất là bất ngờ. Thì vị thiền sư mới lại cầm cái bàn tay đứa trẻ lên mở ra, thì có 2 dòng chữ: thiên lý, thiên nhãn bất ngư, thiên lý bất công. Cái chữ của vị thiền sư này viết. Thì cả hoàng tộc đều quy y hết. Vị thiền sư kể lại cái câu chuyện đó. Cho nên quý Phật tử mình thấy đó, có những lúc mình gieo duyên vô tình sẽ gặp quả vô tình. Mình vô tình mình ăn một trái quýt, mình nhả hột qua ngoài cửa sổ, thì một thời gian sau ở ngoài cửa sổ sẽ mọc lên cây quýt. Mình không biết là cây quýt đó có thể là do mình trồng. Mình trồng hồi nào mình không hay. Mình trồng trái ớt thì sẽ ra trái ớt. Mình trồng cây mít sẽ ra cây mít. Quan trọng là thời gian. Cho nên quý vị hãy tin sâu nhân quả. Dù gì đi chăng nữa,
Dù có chuyện gì xảy ra thì quý vị phải tin nhân quả. Mình gieo cái gì mình chắc chắn mình gặp cái đó. Cho nên trên bước đường tu học của mình sẽ gặp những điều chướng duyên. Nhưng mà với lòng tin Phật Pháp Tăng, tin sâu nhân quả thì chắc chắn rằng quý vị sẽ vượt qua tất cả. Thứ hai là quý vị phải ăn chay. Bổn phận và trách nhiệm của Phật tử mình quy y, mình ăn chay ít nhất 1 tháng 2 ngày phải không ạ? Ở đây có ai ăn chay trường không ạ? Ai ăn chay trường thì rất là tốt. Mình ăn chay là mình mở rộng lòng từ bi với chúng sanh, thương yêu chúng sanh. Nói ăn chay mà giải thoát thì không có đúng. Nếu mà ăn chay giải thoát thì con trâu con bò nó ăn cỏ nó giải thoát trước mình. Cho nên ăn chay là gì? Ăn chay là mình mở rộng lòng từ bi với chúng sanh. Mình ăn chay mà mình chửi người ta như súng bắn vậy đó, thì ăn chay nó có phước. Nó có phước là mình không sát hại chúng sanh đó. Nhưng mình tội chửi người ta thì vẫn bị. Cái người Việt Nam của mình nói vui á, là con gì nhúc nhích là ăn. Quý vị thấy không? Con gì nhúc nhích là ăn. Hên quý vị á, bồ lon con tán á, nó không nhúc nhích. Nó nhúc nhích chắc cũng ăn rồi. Cái bàn này hên bốn chân nha, mà nó hên nó không nhúc nhích. Nó nhúc nhích chắc cũng ăn luôn rồi. Cho nên cái bao tử của mình là cái nghĩa địa của chúng sanh. Cho nên mình ăn chay là mở rộng lòng từ bi với chúng sanh. Mình ăn chay mình nói từ bi mới được. Thứ ba nữa là gì? Trách nhiệm của Phật tử là giữ giới. Năm giới còn nhớ không ạ? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nếu mà Phật tử chúng ta tiến triển thêm năm bậc nữa là tu thập thiện, là không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói lời thêu dệt, không nói lời hung dữ, không tham, không sân, không si. Nếu quý vị tu thập thiện thì chắc chắn sẽ sanh thiên và sanh vào cảnh giới an lành. Thiên bình chắc chắn như vậy. Đối với tự thân thì chúng ta còn một trách nhiệm nữa là gì? Đó là tụng kinh niệm Phật và sửa mình. Tu là sửa chứ không có gì hết. Tu là nhìn lại chính mình, đừng nên phí sức nhìn quanh nhà người. Chúng ta thường chúng ta thấy cái lỗi của người khác, chúng ta thấy cái lỗi của mình. Đi chùa, Phật tử lần đầu tiên đi chùa rất là dễ thương, ngồi mon men ở ghế đá đó, không dám vô chùa lễ Phật. Được quý thầy, quý sư cô hướng dẫn vô lễ Phật xong rồi vô chùa tụng kinh. Rất là dễ thương, nói sao nghe vậy. 3 tháng sau tấn công xuống cái nhà bếp rồi thì thôi luôn. Có không quý vị? Chúng ta Phật tử mình bây giờ là thời đại 4.0, cho nên là rất nhiều vị giảng sư ở trên mạng. Quý vị không có thời gian đến chùa tụng kinh niệm Phật thì chúng ta có thể lên uy tín để nghe giảng, và ít nhất là mỗi tháng 2 lần trở về chùa sám hối. Được thì tham dự các khóa tu định kỳ như thế này thì đó sẽ trao dồi cho quý vị thêm giới định tuệ để giúp quý vị tiến triển hơn trên con đường tu học của mình. Cái bổn phận thứ hai là bổn phận với gia đình của mình. Cái bổn phận của thứ nhất quý vị còn nhớ không ạ? Thứ nhất là gì? Ăn chay. Thứ hai là tin nhân quả. Thứ ba là phải sửa bản thân mình. Trước mắt là sửa mình. Thứ tư là siêng, đi chùa, tụng kinh. Đó là trách nhiệm của chính bản thân mình. Và trách nhiệm của người Phật tử thứ hai là đối với gia đình mình. Người ta thường có câu là gì? Thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Cái nhà mình chính là đạo tràng đó. Mình ở đây đa số là Phật tử lớn tuổi, đều có chồng, có vợ, có con hết rồi.
Cho nên khi mà mình quy y á, mấy cụ á, con cái như thế này là mình gì, mình quy y rồi đó, mình ăn chay. Xong rồi mấy đứa nhỏ đó, trong nhà nó thấy bà ngoại ăn chay, nó sọt cái đũa vô, cái muỗng vô, giận không ăn nữa. Tao ăn chay thanh tịnh, mày ăn mặn mà mày bỏ cái đôi đũa của mày vô rồi sao? Có không quý vị? Nếu mà có thì bỏ hen. Mình ăn chay là gì? Để mở rộng lòng từ bi ra. Chứ quý vị ăn chay mà quý vị về nhà riết quy y xong rồi chơi của mình nè, con cái thì xa lánh, như vậy là không đúng. Mình cái trách nhiệm thứ hai là đối với gia đình mình, là chồng phải đối với vợ như thế nào, vợ đối với chồng như thế nào. Hồi xưa khi chưa lấy về thì thương yêu dữ lắm. Mỗi em có 8 gánh lông, chồng thương chồng bảo làm sao, tơ hồng trời cho. Đêm ngủ thì gái o o, chồng thương chồng bảo, gái cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, chồng thương chồng bảo, về nhà đỡ tốn cơm. Trên đầu thì rác cùng rơm, chồng thương chồng bảo làm sao, hoa thơm trên đầu. Khi mà mình thương rồi thì cái gì mình nói cũng được. Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét rồi trái bồ hòn cũng méo. Cho nên á, mình ở nhà muốn giữ hạnh phúc gia đình thì phải nhẫn. Tại sao khi mà đám cưới chúng ta phải đeo nhẫn? Đầu tiên là phải nhẫn, phải nhẫn nhịn lẫn nhau. Tại sao cái nhẫn hình tròn nó không méo, thì tất cả đều phải vuông tròn như vậy và bằng vàng. Tại sao không bằng chất liệu kim cương hay là một cái kim loại nào khác mà phải bằng vàng? Vì vàng nó không biến đổi. Tình cảm vợ chồng cũng vậy. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê, đúng không ạ? Còn sao? Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười chủm chỉm, giận gì vậy anh, đúng không? Khi mà mình muốn giữ hạnh phúc gia đình á, mình phải nhẫn, cố gắng nhẫn. Muốn giữ hạnh phúc của đôi lứa cũng như là hạnh phúc gia đình, chúng ta phải đạt 4 yếu tố. Thứ nhất là lắng nghe. Hai vợ chồng phải lắng nghe với nhau, cha mẹ phải lắng nghe con cái. Mình phải lắng nghe, sau đó rồi chia sẻ. Mình phải chia sẻ cùng nhau. Thứ ba là gì? Cảm thông. Mình phải cảm thông cho nhau. Và cuối cùng là thấu hiểu. Nếu muốn giữ một cái hạnh phúc nào đó, chúng ta phải đạt 4 yếu tố đó: lắng nghe, cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu. Còn quý vị ở đây là chúng ta đa số lớn tuổi, chúng ta đều có con hết rồi, thì chúng ta thương con cái chúng ta như thế nào thì cha mẹ của chúng ta thương chúng ta như thế đó. Cho nên mình còn cha còn mẹ là một điều hạnh phúc. Cho nên bây giờ muốn báo hiếu thì nên báo hiếu bây giờ đi, chứ đừng để mà mai này có tiền mới báo hiếu. Còn cha còn mẹ thì mình nên, nếu ở xa thì mình hay gọi về cho cha mẹ. Rồi mình có thể là mua quà hay là chăm sóc cha mẹ nếu ở gần, còn xa thì lâu lâu về thăm cha mẹ. Cái người con có hiếu là phải hiếu tâm, hiếu hạnh, hiếu dưỡng và hiếu đạo. Hiếu tâm là chúng ta đối xử với cha mẹ bằng cái tâm của mình, chứ không phải để làm cho người ta thấy, bằng cái tâm của mình. Hiếu dưỡng là lo cơm nước, lo chăm sóc cha mẹ. Hiếu hạnh là cho cha mẹ nghe những điều hay tiếng tốt về mình, hãnh diện về mình. Và cái điều quan trọng thứ tư đó là hiếu đạo. Chúng ta phải hướng dẫn cha mẹ mình quay về với Tam Bảo, tham dự các khóa tu, niệm Phật, để cha mẹ mình có cái tư lương mai này vãng sanh về tịnh độ. Chứ không phải là chúng ta đi chùa rồi chúng ta bỏ quên cha mẹ mình ở nhà,
chúng ta thường tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức cho cha mẹ mình, thì bấy đó mới là người con hiếu thảo. Hôm trước Thiên Bình có đi một cái đám tang, thì cái cụ này cũng 89 tuổi, gia đình là cháu rất là nhiều, rất là đông. Mà khi tẩn liệm nó vui như trảy hội vậy đó, mà nói không có nghe. Sau khi mà vừa mới hạ nguyệt xong, xả tang gần hết luôn, vì họ không hiểu được ý nghĩa của tang là gì. Hồi lúc trước đó, quý thầy cũng có đi một cái đám, thì cái nhà này rất là nhỏ, cái quan tài đặt chính giữa nhà đó là mình chỉ lọt vào bên trong khoảng chừng nửa người thôi, nhà rất là hẹp mà có bốn người con. Thì khi mà tẩn á, thì không có cái giường để cụ nằm, nằm trên ghế bố. Thì quý thầy thấy như vậy mới thấy gia đình nghèo quá, cho nên là ủng hộ lúc đó là 2 triệu để mà lo đám tang. Thì khi mà tẩn liệm đó thì con cháu mới về đông khủng khiếp, rất là đông. Mà quý vị biết làm gì không? Người thì chụp hình selfie đăng lên Facebook, buồn quá nội tôi mới mất. Con thì con trai trưởng thì cũng đi chụp hình. Mình thấy như vậy như thế nào quý vị? Đến khi mà đem quan tài ra mộ thì cũng y chang như vậy luôn. Người thì ôm máy chụp hình, người thì cười nói vui vẻ. Sau đó quý thầy mới tìm hiểu thì cái người con trai trưởng là chủ nhà hàng, một tháng là chi cho bà cụ 100 ngàn, mà không được đích thân mình đưa nghe, nhờ người khác đưa. Lý do tại sao? Tại vì cái người vợ trước á, là cái người mẹ ruột á, mới nói á, là con ơi, tại vì ông này mới theo cái cô đó mới làm chủ nhà hàng, cho nên là cái người vợ trước á, còn vẫn còn thương yêu cái chú này. Thì cái người mẹ mới nói là con ơi, dù gì cũng tình nghĩa vợ chồng, người ta cũng là vợ trước của con, cho nên là con phải thương yêu người ta, chứ đừng theo cái cô kia mà bỏ vợ trước. Chỉ một câu nói như vậy thôi, từ luôn mẹ. Một tháng cho 100 ngàn mà chủ nhà hàng nghe. Rồi còn người con thứ hai á, thì đi làm ăn xa, thua lỗ. Thì sau này về cũng biết hướng thượng, nhưng mà ăn nhậu. Cái người con thứ ba đó thì lo cho bà, nhưng được cái là sao? Ngày nào cũng chửi cụ. Riết cụ mất á là không có một cái giường để nằm, phải nằm ghế bố. Và 2 triệu mà quý thầy mà tặng gia đình để mà lo đám á, dán trên đầu hòm để cho người ta khiêng quan tài. Cho nên chúng ta là Phật tử, chúng ta phải đối xử với cha mẹ mình như thế nào cho đúng là người Phật tử. Chúng ta phải không phải làm để cho người ta thấy. Vì chúng ta có hiếu với cha mẹ mình thì mai này con cái mình mới có hiếu với mình. Mình bất hiếu với cha mẹ thì mai này đừng có mong con cái nó có hiếu với mình. Cái thứ ba là chúng ta phải nhớ cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mình, và nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ vợ nữa. Giống như là quý vị ở đây nữ thì phải nhớ cái công ơn sanh dưỡng của hai bên, chứ không phải là chỉ vì nhớ cái bên mẹ mình không mà không nhớ bên chồng. Rồi anh em trong gia đình mình phải như thế nào? Phải cư xử theo pháp luật hòa của Đức Phật. Là gì? Nhớ không quý vị? Pháp luật hòa có biết không ạ? Thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải,
lợi hòa đồng quân. Là sao? Anh em trong gia đình thì mình nên nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau, đừng có tranh giành. Hồi lúc trước đó, cũng chỉ vì mà chia tài sản không đủ, cho nên là anh em phải tranh giành lẫn nhau. Anh giết em để giành đất đai, kết quả là sao? Em chết, anh đi tù. Vì chúng ta không có lắng nghe, chúng ta không chia sẻ với nhau trong gia đình. Cho nên chúng ta là người Phật tử thì bổn phận chúng ta là phải lo gia đình mình trước. Mình phải hóa độ trong gia đình của mình trước. Mình hướng dẫn cha mẹ mình quy y Tam Bảo, khuyên con cái mình, khuyên anh chị em mình. Cái giới hòa đồng tu á, là mình giữ cái kỷ luật trong gia đình mình. Cái trách nhiệm thứ ba, hồi nãy là hai rồi phải không ạ? Thứ nhất là chính bản thân mình, thứ hai là gia đình mình, thứ ba là ngoài xã hội, là chòm xóm láng giềng. Quý vị có bao giờ nghe người ta nói trời ơi bà đó đi chùa đó mà bà dữ chứ lắm đó, có không ạ? Chắc có. Thì hôm trước á, quý vị có một Thiên Bình có coi một cái clip ở Bạc Liêu, thì hai cái nhà là hàng xóm với nhau, thì lúc trước rất là thuận thảo với nhau, là chia ngọt sẻ bùi với nhau. Sau này cái cuộc xích mích giữa hai người đàn ông của hai gia đình, thì đùng một cái là cái bên gia đình bên đây cô vợ mất, gia đình bên kia là chuẩn bị xây nhà để mà gả con. Thì khi mà động quan đó, là thay vì mình đi thẳng á, sẽ gần hơn đến cái nguyệt, mà gia đình kế bên không cho. Giống như là gia đình có đám tang bước qua bên đất đây là xui, không cho. Mà đi đường vòng thì rất là xa, mà tình nghĩa xóm làng không lẽ đi qua không được. Cho nên là bên đây cũng hơi giận, cho nên là muốn xui phô đi qua cho xui luôn. Thì nghe tin là bên đây chuẩn bị khiêng hòm qua cái mảnh đất của bên gia đình bên này, thì nguyên cái gia đình bên này từ chồng vợ con cái cầm cây cầm gậy chờ sẵn khiêng hòm qua bên đất của bên gia đình bên đây là quýnh liền. Thì kết quả là vừa mới khiêng cái hòm qua thôi là hai bên quýnh lộn, hàng xóm với nhau đó. Kết quả là sao? Người ở tù, người bị thương. Nếu như chúng ta hiểu được, chúng ta nhẫn nhịn, chúng ta học giáo lý của Đức Phật, thì lúc đó chúng ta sẽ xử sự như thế nào? Đi qua mảnh đất của mình không sao hết, dĩ hòa chí quý, đúng không ạ? Nghĩa tử là nghĩa tận, thì không có chuyện gì xảy ra. Cho nên chủ yếu chúng ta phải gì? Phải nhẫn. Mình đối xử với bạn bè của mình cũng như vậy. Người ta nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Khi mà mình bước vào chùa rồi thì tất cả những cái tham, những cái sân, những cái si, những cái uất hận của mình, mình bỏ nó ngoài cổng chùa đi, đừng đem vô đây. Mình buồn chuyện chồng của mình vô chùa, bắt đầu mình tâm sự bà kế bên, trời ơi chồng tôi như vậy đó, con tôi như vậy đó, hàng xóm tôi như vậy đó, rốt cuộc mình tốt nhất. Nói xấu người ta không? Thì vô tình hay là một cái chuyện gì đó, gặp một vị thầy trụ trì la một cái chuyện nhỏ gì đó, cái mình buồn, mình đem về nhà mình nói thằng chồng, nói con, thì đi chùa đâu còn an lạc nữa. Mình đi chùa để được an lạc mà, để được thảnh thơi mà. Cho nên quý vị, thí dụ quý vị cầm một cục than, quý vị nóng không ạ? Mình cầm cục than mình biết là nó nóng, tại sao mình cứ ôm chặt nó? Tại sao mình không liệng nó ra? Cũng như vậy, cái buồn, cái tham, cái giận, cái khổ, cái phiền não của mình, tại sao mình cứ ôm hoài vậy? Cái chìa khóa hạnh phúc của mình, tại sao mình không giữ lấy? Mình lại gửi cho người chồng, người con mình giữ. Chồng ăn nhậu mình cũng buồn, con nó nghe lời không, con không nghe lời cũng buồn. Tại sao cái chìa khóa hạnh phúc của mình
Mình không tự giữ lấy mà mình gửi cho người khác. Cái chìa khóa là gì? Là cái nụ cười đó quý vị. Bước vào chùa hay là mình sáng sớm mình mở mắt dậy, mình phải nở nụ cười. Chứ nãy giờ Thiên Bình thấy đây không ai cười hết trơn, sụ không à. Quý vị có đọc kinh Pháp Hoa không ạ? Tẩm hiện bụ tháp đó, thì tự nhiên trên mặt đất nổi lên một cái tháp. Thì cái tháp đó là gì? Tháp đó là chính chúng ta đó. Khi mà Đức Phật, Phật Đa Bảo muốn nói là nếu mà muốn thấy hiện thân Phật đó, thì phải mười phương chư Phật của Đức Bổn Sư phải phân tập thành một chỗ, tượng trưng cho gì quý vị? Mỗi ý là mỗi niệm, mỗi niệm là mỗi thân đó. Và tất cả quá thân Phật hiện một chỗ là gì? Là chính chúng ta ngồi đây. Mỗi người ngồi đây là một vị Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên muốn thấy thân ta là gì, tất cả chúng ta phải trở về với chánh niệm. Và cái chìa khóa mở cái tháp Đa Bảo là cái chìa khóa của hạnh phúc, chìa khóa của tình thương, chìa khóa của lòng từ bi và nụ cười. Chúng ta gặp nhau, chúng ta nở nụ cười, đó là mở được cái tháp của Đa Bảo Như Lai rồi đó. Mà ở đây chúng ta không có cười, chúng ta sụ không hà, không có cười, thì làm sao mở được tháp của Đa Bảo Như Lai? Tháp Đa Bảo là chính bản thân chúng ta đó. Còn Đa Bảo Như Lai là gì? Đa là nhiều, bảo là bảo vật, có nghĩa là gì? Là vô lượng công đức. Mà vô lượng công đức là ai? Là Phật A-di-đà đó. Phật A-di-đà ở đâu? Ở trong, trong tâm của chúng ta, trong đầu của chúng ta đó. Là vì chúng ta lúc nào cũng phải nghĩ tới Phật. Nghĩ tới Phật, chúng ta là Phật sẽ thành. Đúng không ạ? Chúng ta tâm tâm phải niệm Phật. Cho nên khi mà quý vị niệm Phật thì phải giữ cái tâm ý cho thanh tịnh. Mình đi đâu mình niệm Phật cũng được hết. Trừ thôi, trừ là đi vô nhà vệ sinh thôi. Những chỗ bất tịnh thì quý vị không nên niệm Phật, sẽ mất, mất công đức. Cho nên khi quý vị đi xe, quý vị cũng nên niệm Phật. Nhưng mà đi xe thì cũng phải niệm Phật thì niệm, nhưng mà nhớ coi đường nha, không thì bị lủi à. Còn một cái nữa là khi quý vị, thường chúng ta bị lớn tuổi rồi chúng ta hay bị mất ngủ đúng không ạ? Mà quý vị mất ngủ thì quý vị thường quý vị niệm Phật hay là quý vị nghe kinh đúng không ạ? Thì cái này là Thiên Bình nhận định thôi, riêng cái ý của Thiên Bình là khi mà chúng ta tụng kinh mà chúng ta buồn ngủ thì chúng ta cảm thấy như mình bị mất công đức rồi, mình thấy mình kém phước rồi. Mà bây giờ mình nghe kinh để mình được ngủ thì mình sẽ tăng trưởng cái vô minh mình hơn. Cho nên khi mình niệm Phật á, có nhiều vị niệm Phật nhất tâm niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thức tới sáng luôn. Nhất tâm mà ngủ đâu có được. Cho nên khi mình niệm Phật thì mình phải giữ cái chánh niệm. Còn quý vị nào mất ngủ thì mình chỉ cho một cách. Tối trước khi ngủ á, quý vị ngồi thẳng lên. Quý vị hít thở, hít vào thật sâu, đếm 7 giây. Hít vào 7 giây và nín thở 4 giây, thở ra 8 giây. Mình đếm trong miệng á, hít vào từ 1 tới 7, nín thở 4 giây và thở ra 8 giây. Quý vị làm 10 lần như vậy chắc chắn ngủ. Tối về thực hành nha, chứ đừng thực hành bây giờ. Thực hành bây giờ lát giờ lại ngủ hết. Đối với ngoài xã hội là chúng ta, đối với bạn bè, với những người dạy mình, Khổng Tử có một câu rất là hay là đi trên một con đường thì có ba người, trong đó một người là thầy ta. Ai cũng dạy mình hết. Ở trong đạo tràng này có người giỏi cái này, có người giỏi cái nọ, không ai dở hết quý vị. Ai cũng sẽ dạy mình một cái hay. Khi mà chúng ta đến chùa thì chúng ta tốt nhất đừng có nhìn lỗi người khác. Ai cũng là Phật hết. Quý vị thường mà đi chùa chúng ta tụng kinh á, chúng ta hay xá đàn đúng không ạ? Thì xá đàn ở đây nghĩa là gì? Không phải mình xá cái cô đó, không phải mình xá cái ông đó, ghét thấy mồ mà nhìn cái mặt là không ưa rồi.
Không phải. Xá cái Phật tánh, vị đó là Phật. Tất cả đạo tràng đều là Phật, đều là Bồ Tát hết. Mình xá, xá đàn đây là xá Phật, xá cái Phật tánh của mỗi người, chứ không phải là xá cái thân này. Cho nên đừng có chấp nữa hen. Mình gặp nhau, mình yêu thương nhau đi. Hôm nay mình đến chùa, mình tu tập là một điều hạnh phúc rồi. Không biết sáng ngày mai còn xỏ được đôi dép vô không. Hôm nay gặp quý Phật tử ở đây, tháng sau coi Thiên Bình lên bàn thờ ngồi rồi sao, ai biết được. Cho nên khi mà mình đến với nhau thì mình là vẫn còn hạnh phúc, trân trọng những gì mình đang có. Đối với thầy tổ thì chúng ta, đối với quý thầy đó, những người dạy ta là thầy ta đó, chúng ta phải nghe lời và xem xét coi vị đó nói đúng hay không. Khi mà Đức Phật đến cư dân Kalama thì cư dân Kalama mới bạch Đức Thế Tôn: Thế Tôn là tuyệt vời, Thế Tôn những lời Thế Tôn dạy là vi diệu. Đức Phật nói: này cư dân Kalama, đừng tin những gì người khác nói lại cho các ông nghe, đừng tin những gì người đi trước nói lại cho các ông nghe, đừng tin những gì người khác nói, và đừng tin những gì thầy các ông nói, cũng như đừng tin những gì ta nói. Hãy xem những gì ta nói có đúng với chân lý hay không, có hợp với chân lý hay không, và có đem lại sự an lạc cho các ông hay không, thì ông hãy tin. Cho nên cũng vậy, khi mà chúng ta nghe thì chúng ta phải suy nghĩ có đúng hay không, thì chúng ta mới thực hành và đem lại sự an lạc cho chính mình, thì mình mới thực hành. Đối với ngoài xã hội, chúng ta còn một cái trách nhiệm nữa, đó là gì? Thực hiện lòng từ bi, là mình giúp đỡ người khác. Mình có thể đi làm từ thiện, vận động làm từ thiện, khuyên mọi người làm điều thiện. Quý vị đừng nghĩ mình không có tiền, mình không cúng dường được, mình không có tiền, mình không làm từ thiện được. Xin thưa quý vị, khi mà chúng ta bước ra đường, chúng ta thấy một cái miếng chai, chúng ta cầm cái miếng chai đó để vào sọt rác cũng có công đức. Ngày xưa khi mà ngài Ca Chiên Viên đang đi trên đường khất thực thì gặp một cái cô này, cô ở giai cấp hạ tiện. Ấn Độ có 4 giai cấp: Bà La Môn, Sát Đế Lị, Vệ Xá và Thủ Đà La. Thì giai cấp của cô này không nằm trong 4 giai cấp đó nữa. Cuộc đời quá khổ rồi, vừa nghèo mà vừa giai cấp hạ tiện, mà thêm xấu xí nữa, quá nghèo rồi. Cho nên cô này muốn đi tự sát, muốn nhảy xuống biển tự sát. Thì vô tình gặp ngài Ca Chiên Viên, thì ngài Ca Chiên Viên mới gọi cô định làm gì đó. Thì cô gái này mới bạch là: bạch tôn giả, con quá nghèo rồi, con quá khổ rồi, bây giờ chỉ có kết thúc mạng sống này mới giúp con hết khổ. Thì ngài Ca Chiên Viên mới nói: cô vậy cô bán cái khổ cho tôi đi. Sao bán được? Ông này bị gì vậy ta? Có bị khùng không? Nghèo mà sao mà bán được cái nghèo được? Thì ngài Ca Chiên Viên mới nói cô gái là: cô có gì cúng dường cho ta đi. Thì cô gái này mới nói là: con quá nghèo rồi, làm gì có cái gì để cúng dường cho ngài. Thì cô hãy lấy cái bát, trên tay cô có một cái bát, bát không. Cô lấy cái bát đó, cô ra ngoài biển, cô lấy múc một giáo nước cúng dường cho ta. Thì cô gái này mới nghe lời. Nhưng mà khi mà cô gái cầm múc nước đó thì tâm cổ thanh tịnh. Và khi cổ cúng dường cho ngài Tôn giả Ca Chiên Viên, một vị A-la-hán, thì với cái tâm ý thanh tịnh, với lòng cúng dường, lòng tin tuyệt đối, thì sau khi chú nguyện thì ngài thọ bát nước đó. Thì qua ngày hôm sau, cô này bị trâu hút chết, nhưng mà được sanh thiên nhờ công đức cúng dường. Cho nên chúng ta phải tin nhân quả, nói đi nói lại cũng phải tin nhân quả. Mình làm cái gì cũng không ngoài cái nhân quả, quý vị.
Cho nên quý vị, mình giúp đỡ người khác hoan hỷ là cũng có công đức. Mình giúp người khác vơi đi cái nỗi buồn cũng có công đức. Chúng ta thường chấp là gì? Cái nhà của tôi, chồng của tôi, con của tôi, vợ của tôi, cái gì cũng của tôi hết. Cho nên chúng ta khổ. Cho nên quý vị, khi mình gặp cái chướng duyên trong cuộc đời, khi gặp một cái gì đó đó, Thiên Bình hướng dẫn quý vị cách quán chiếu. Là gì? Thứ nhất, quý vị quán chiếu về nhân quả, phải tin sâu nhân quả. Thứ hai là quán chiếu về vô thường. Vô là không, thường là như vậy, vô thường là không có như vậy, không có gì tồn tại mãi mãi hết. Thứ ba là quán chiếu về vô ngã. Thứ tư là từ bi hỷ xả. Coi nó, mình nói rất là đơn giản nhưng thực hành khó lắm quý vị. Hôm trước Thiên Bình đi xe bị tai nạn, chạy xe Honda vậy đó mà vô tình té, rất là đau, mà dòm cái chân á, là máu không. Thì lúc đó Thiên Bình mới quán chiếu, cái thân này không phải của ta, cái đau này không phải của ta, cái đau này không phải tự ngã của ta. Như Thượng Tọa Viên Trí ở học viện từng dạy, thì Thiên Bình thực hành theo. Thì từ đó, từ ngay chỗ té đó, Thiên Bình chạy về chùa, cứ niệm như vậy thì hết đau. Tại mình lấn áp cái đau đó. Cho nên quý vị, khi mà mình làm một cái gì đó bị chướng duyên, hay là một cái gì đó mình bị đứt tai, hay là bị chồng chửi chẳng hạn, thì mình quán chiếu đi. Cái thân này không phải của ta, thằng chồng này không phải của mình, nó không phải tự ngã của mình, nó không phải của mình, thì tự nhiên mình hết khổ thôi. Tại vì mình chấp là của mình cho nên mình mới khổ. Bây giờ mình nghĩ không phải của mình là mình hết khổ. Đúng không quý vị? Khó lắm. Cười vậy thôi chứ khó làm lắm. Ai mà lấy tiền của mình một cái thôi, thử coi rồi sẽ biết kết quả. Cái thứ tư là đối với Phật Pháp. Hồi nãy giờ chúng ta nói gì? Ba cái rồi phải không ạ? Bổn phận của người Phật tử, trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với ngoài xã hội, trách nhiệm với Phật Pháp. Quý vị vào chùa tu tập á, thì phải nghe cái sự hướng dẫn của quý thầy để giữ cho đạo tràng được trang nghiêm và quý vị có công đức. Có nhiều vị đi chùa cần một cái sự quan tâm nhẹ của thầy trụ trì, của sư cô trụ trì. Không được sự quan tâm thì buồn, giận không đi chùa nữa. Có không? Có nhiều vị đi cúng dường rất là nhiều, cúng dường rất là nhiều luôn, mà cần sự quan tâm. Một cái quan tâm nhẹ thôi, rồi bị thầy la một cái thì bắt đầu giận, không đi chùa nữa, đi chùa khác. Như vậy không có đúng. Giống như cái vị ở đợi hồi nãy Thiên mình kể đó, mình cúng dường bằng cái tâm thanh tịnh, cái tâm không màng danh lợi, thì công đức rất là lớn. Nhưng mà mình với cái tâm suy nghĩ, cái tâm tính toán, thì cái phước đó hữu lậu và mai này sẽ giảm đi rất là nhiều, và thậm chí mất hết công đức. Một niệm sân thiêu cả rừng công đức. Chúng ta cúng dường rất là nhiều, nhưng mà chúng ta vô, chúng ta chửi một vị thầy nào đó thì công đức mất hết. Cho nên quý vị có thấy nhiều vị đi chùa làm rất là nhiều, nhưng mà tại sao lại bị bệnh, thậm chí là rất là khổ? Có thể là nhân quả, mà cũng có thể là vị đó bị tổn phước. Cho nên khi mà đi chùa, khi mình tụng kinh đó, mình phải chắp tay trang nghiêm, chắp tay giữa ngực, và đảnh lễ Phật á, thì phải đảnh lễ năm vóc sát đất, là đầu, tay, hai đầu gối, hai bàn chân, sát đất. Quý vị có làm được không ạ?
Chứ mà thiên bình hồi trước rằm đó, mà mình lên mình đóng chuông cho khách thập phương với Phật tử lễ Phật đó. Cho nên khi mà mình Phật tử thì mình có cái quay nghi tế hạnh của người Phật tử, mình phải cố gắng mình tập. Thọ trì là gì? Mình ngày nào mình cũng tụng kinh, ngày nào mình cũng lễ Phật, thọ trì Phật Pháp, thọ trì kinh điển. Vậy thọ trì là gì? Mỗi đêm mình lên trả bài cho Phật phải không? Cứ 6 giờ, 7 giờ là lên chùa trả bài. Phật có kêu mình lên trả bài không quý vị? Đức Phật thuyết pháp 49 năm để mỗi tối mình lên mình trả bài lại. Đức Phật không có kêu chúng ta trả bài. Chúng ta nói là mình thọ trì kinh điển, thọ trì Phật Pháp. Vậy thì thọ trì là gì? Thọ là nhận, trì là gìn giữ, là không quên. Giữ gìn bằng niềm tin, lòng tin. Không quên là gì? Do chánh niệm mà không quên. Chúng ta thọ trì là tụng niệm, cúng dường, truyền bá, nói cho người khác nghe, tư duy và tu hành là thọ trì. Thọ trì từ từng lỗ chân lông để mình tu hành, mình lấy lời kinh tiếng Phật để mình ứng dụng trong đời sống hàng ngày của mình là thọ trì. Chứ không phải mình tối mình lên mình hát. Tại sao thì mình nói hát? Ý a đó, tụng kinh ngân nga rồi ra khỏi chùa quên hết, về nhà gặp ông chồng nhậu về là bắt đầu chửi súng bắn luôn. Như vậy đâu phải thọ trì. Đâu phải là mình vô chùa đây rồi mình tu một ngày xong rồi hết. Mình tu là ở gia đình mình đó, chỗ mình làm việc đó mới gọi là tu. Ở đây chỉ hướng dẫn quý vị thôi, còn tu hay không là do quý vị. Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trên cuộc đời. Con về nương tựa Pháp là con đường tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng là đoàn thể thanh tịnh nguyện suốt đời sống. Con về nương tựa Tăng là đoàn thể thanh tịnh suốt đời sống trong giới luật của Đức Phật. Chúng ta quy y Tam Bảo, quay về nương tựa Phật Pháp Tăng, thì Đức Phật ta là người thầy đưa đường chỉ lối thôi. Còn tu hay không là do quý vị. Giữ được hay không là do quý vị. Giải thoát hay không là do quý vị. Đức Phật không ban phước giáng họa cho ai hết. Hồi trước á, có một cái cô đó, cô vô chùa, cô cúng nải chuối à, một cầu cầu nguyện 15 phút. Cầu cầu hết gia đình, dòng họ, tới con cái, tới bản thân. Không được là nói Phật không linh. Người Phật tử thuần thành rồi thì chúng ta phải biết cái gì cũng có nhân quả, đúng không ạ? Giống như mới hồi nãy Thiên Bình nói là khi mà chúng ta ở nhà, chúng ta phải có hiếu với cha mẹ, lo cho cha mẹ. Và khi cha mẹ mình mất á, mình cũng phải lo cho chu toàn tang lễ. Tại sao mà cha mẹ mình sinh ra trên cuộc đời mình không coi ngày, mà đợi cha mẹ mình chết á, mình đi coi ngày, coi ngày chôn, coi ngày bước ra khỏi nhà. Có người vô chùa hỏi thầy giờ nào tốt để rút ống thở. Coi sao được, không biết đường coi luôn. Hiện tại nay á, là ở dưới Thiên Bình á, nếu mà người quen Thiên Bình thì Thiên Bình bỏ những cái tập tục là đập siêu. Ở đây quý vị có đập siêu không ạ? Lý do tại sao đập siêu? Không biết không ạ? Thấy người ta làm sao bắt chước làm vậy thôi chứ đâu có biết. Không biết. Cho nên hôm nay chúng ta biết bổn phận của người Phật tử là phải học hỏi kinh điển, học hỏi giáo lý, nghe quý thầy giảng để ứng dụng trong đời sống hàng ngày của mình, để mình biết mình làm cái chánh kiến, mình không làm theo mê tín dị đoan nữa. Nói lạc đề một chút xíu đó, thì cái siêu là gì? Hồi xưa ở Việt Nam mình á,
nhà nào cũng có cái siêu. Đa số là những người người ta lớn tuổi, thường ngày xưa là người ta bệnh chết. Lớn tuổi thì hay không có sức khỏe cũng phải uống thuốc, mà hồi xưa đâu có thuốc Tây, cho nên phải nấu cái siêu để mà nấu thuốc. Thì khi người bệnh mất rồi đó, người chết mất rồi thì cái siêu không còn sử dụng nữa, cho nên người ta thường đập cái siêu đó. Chứ không phải là có cái siêu đặt để dưới hòm rồi khiêng hòm ra đập cái siêu cho hương linh giật mình, hương linh giải thoát. Chết rồi biết đâu giật mình. Còn không nữa là nói siêu là siêu thoát, đập cái siêu để siêu thoát. Vậy thì chúng ta vô chùa tu để làm gì? Quý thầy đi tu để làm gì? Chết đập cái siêu là được rồi, đúng không ạ? Còn cái lá triệu, đa số quý vị đều thấy cái lá triệu đúng không ạ? Thì cái lá triệu để làm gì? Cái trên lá triệu viết cái gì trên đó? Chắc không đọc không được phải không ạ? Hồi xưa đó là không có cái hình, cho nên có cái bài vị để mà người ta nhìn vô người ta biết người này người nam, người này người nữ, tên gì, ở đâu. Thì cái lá triệu đó là khi người xưa ở Việt Nam mình á, một người trong gia đình mất thì phải đi ra quan huyện trình báo là gia đình tôi có người mất. Xong rồi á, quan huyện mới cho một cái lá triệu để mà nhờ vị thầy đồ để viết cái trên lá triệu đó là cái quốc gia, nơi ở, tên họ là gì, khi người này còn sống người này làm chức quan gì, là người dân thường hay là người quan hay là người có công gì không, ghi trên lá triệu đó để cho người ở ngoài nhìn vô người ta đọc. Người ngoài hồi xưa là dùng chữ Hán, cho nên để người ngoài nhìn vô người ta đọc cái trên lá triệu đó viết cái gì, chứ không phải là cái lá triệu đó là cái giấy thông hành để cho ông Diêm Vương ông đọc. Ông không có rảnh để đọc cái tờ đó đâu. Cho nên khi mà cứ truyền qua đời này sang đời khác rồi chúng ta không biết ý nghĩa của nó, thấy người ta làm sao mình làm vậy. Khi mà mình hôm nay mình biết rồi đó, bây giờ mình sửa lại chữ Việt cũng hơi khó. Tại vì mình để cho mình đọc, mình hiểu, mà bây giờ mình nhìn vô mình không hiểu gì hết, toàn chữ Hán không. Hôm nay mình biết ý nghĩa của cái siêu rồi thì mai này gia đình mình có người nào mất thì mình nên dẹp luôn cái siêu đó. Tại vì nó không có ý nghĩa. Rải với tiền vàng bạc cũng vậy, đốt cho hương linh xài. Mình biết hương linh ở đâu không mà xài. Ngân hàng địa phủ nằm ở chỗ nào, rút làm sao. Nếu mà vị đó sanh thiên sao xài, vị đó đọa địa ngục rồi sao xài, đọa ngạ quỷ rồi sao xài. Đốt ở đây là mình tượng trưng cho cái tâm linh, cho cái lòng hiếu thảo mình đốt. Và rải với tiền vàng bạc để gì? Để mua chuộc các vị thần, vị thần sông, thần đường, thần rạch đó, để cho cái quá trình mình đi tới nguyệt được an ổn. Cho nên mình rải thì rải ít thôi, còn không rải thì cũng được, không sao hết. Cho nên hôm nay mình biết rồi thì bây giờ mình bỏ hen cũng khó lắm thiệt. Giống như hồi nãy giờ Thiên Bình tâm sự với quý vị đó, bốn cái trách nhiệm của người Phật tử: hộ trì Phật pháp, tinh sâu nhân quả, giữ giới, chính bản thân mình, lo cho bản thân mình. Mình không thương bản thân mình thì không ai thương mình hết. Tự mình làm cho mình an lạc, tự mình làm cho mình khổ đau. An lạc hay khổ đau đều do bản thân mình, đừng đổ thừa người khác. Nhớ không quý vị? Lặp lại. Tự mình làm cho mình an lạc, tự mình làm cho mình khổ đau. An lạc hay khổ đau đều do chính bản thân mình, đừng đổ thừa thì bình. Nhớ nghe. Bốt bước ra bữa nay tu một ngày an lạc rồi, quá an lạc luôn. Tại vì tự mình làm cho mình khổ,
Tự mình làm cho mình an lạc, đâu có ai làm cho mình khổ được. Nhớ nghe. An lạc rồi phải cười đó. Bây giờ mới thấy cười đó, nãy giờ sụ không à. Thầy ơi con bỏ quên cái chìa khóa rồi, bỏ nhà rồi. Chìa khóa hạnh phúc, chìa khóa từ bi, bỏ nhà mất tiêu rồi. Vô chùa sụ không. Cho nên khi mà mình đến với nhau là một cái hạnh phúc, mình gặp nhau là một cái hạnh phúc, cho nên mình phải thương yêu lẫn nhau. Đừng có giận hờn nữa. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Vì vậy khi mà mình gặp được hôm nay, chưa chắc ngày mai mình gặp được. Phật tử đi chùa mình có nhiều cách xưng hô với quý thầy, quý sư cô. Thường thì người mới xuất gia đó, tịnh nhân thì chúng ta gọi bằng chú. Sau khi thọ sa di á, thì có thể gọi bằng chú cũng được, nhưng mà chúng ta tôn trọng là mình gọi là thầy sa di. Có nhiều vị mình đi chùa lâu rồi đó, mình thấy ô ông này mới xuất gia à, kêu bằng chú. Ông này mới thọ sa di à, đừng kêu ổng bằng thầy, tội phước ổng chết. Ông này mới thọ tỳ kheo à, đừng kêu ổng bằng thầy. Cho nên khi mà mình còn cái phân biệt đó thì mình không giải thoát được. Khi mà người ta, một vị nào đó đi tu, người ta đã bỏ gia đình mình, bỏ hạnh phúc riêng tư của mình để mà giữ gìn cái hạnh phúc lớn hơn, thì chúng ta nên tôn trọng. Mình muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người khác. Cho nên một vị xuất gia, dù mới xuất gia, chúng ta cũng chắp tay thưa, chắp tay thưa chào, để cho cái vị đó biết bổn phận của mình là người xuất gia, để dẹp đi cái ngã mạn của mình. Và mình, chính bản thân mình cũng dẹp đi cái lòng ngã mạn của chính bản thân mình. Chứ đừng nghĩ là vị đó trẻ quá rồi mình không kính trọng. Nếu vị đó mình thấy trẻ mà mình không kính trọng thì không lẽ đợi đến vị đó lớn tuổi mình mới kính trọng hay sao? Cho nên mình đi chùa thì gặp quý thầy thì mình vẫn cứ chắp tay mình thưa A Di Đà Phật đẹp biết là bao nhiêu, mặc áo lam đẹp biết là bao nhiêu. Cho nên quý vị đi chùa mình phải làm sao để có công đức. Chưa chắc là đi chùa có phước hết đâu. Có nhiều vị đi chùa mà thêm cái tội nữa. Có không quý vị? Tại đi chùa mà còn sân. Đi chùa là tôi phải có một vị trí nào đó ở chùa. Thì như vậy chúng ta quên đi cái ngày đầu tiên chúng ta đi chùa, quên đi cái ý nguyện mà mình đi chùa để làm gì? Để tìm cầu sự an lạc. Và hôm nay mình đến chùa để làm gì? Khóa tu một ngày an lạc. Thì phải làm như thế nào để có an lạc thực sự? Cái chủ đề hôm nay là gì? Thảnh thơi, mỉm cười, an lạc. Quý vị thảnh thơi chưa? Mỉm cười chưa? Khi mà mình sáng sớm mình thức dậy, mình cứ nhìn vô gương đi. Mình thấy cái bộ mặt mình trong gương đó, mình cười sẽ như thế nào? Nó đẹp lắm quý vị. Mình xấu mình nhìn vẫn thấy đẹp. Mình cười là đẹp rồi. Thử đi mình nhìn vô gương mà mình bậm trợn, thế thì sao? Xấu. Cho nên cái công đức cúng dường đó quý vị, mà chúng ta cúng dường mà chúng ta còn cái sân hận, còn cái tham lam, thì chúng ta sanh vào cảnh giới nào quý vị? Atula. Atula thì người nữ rất là đẹp, nhưng người nam rất là xấu. Tại vì sao? Làm công quả, tu học, cúng dường mà còn sân. Quý vị có thấy cái trường hợp nào mà nhà giàu rất là giàu, ăn ở rất là khó khăn, ăn không dám ăn, uống không dám uống, có không quý vị? Hồi xưa đó, thời Đức Phật, có một vị thánh A-la-hán đi khất thực. Thì có cái gia chủ này mới thấy cái vị A-la-hán này đi khất thực,
ngang qua nhà, cho nên là phát cái tâm cúng dường một bữa ăn. Thì vừa mới đem đồ ăn ra cúng dường vị A-la-hán này, thì vị A-la-hán mới cầm bát lên và chú nguyện là kiếp sau vị này sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, sống sung sướng nhờ công đức cúng dường một bữa ăn này. Thì cái vị A-la-hán mới đi, đi tới thì cái tự nhiên ông này ông suy nghĩ sao, ông nói hối hận quá, ông mới lấy lại, không cúng nữa. Nhưng mà vị A-la-hán này đã chú nguyện rồi, thì sao? Nhờ công đức phát tâm cúng dường, được sống giàu sang sung sướng, nhưng mà lấy lại sống giàu sang đó, nhưng mà ăn ở, ăn mặc thì rách rưới, ăn uống thì khô khan. Ở dưới thiên bình có trường hợp như vậy, thì thiên bình quán chiếu cái câu chuyện đó liền. Cho nên khi mà chúng ta phát tâm cúng dường thì công đức rất là lớn. Giống như câu chuyện mà nhân quả thiên bình kể, đừng có tưởng là chúng ta đi chùa tụng kinh niệm Phật làm công đức mà tại sao chúng ta bị nhiều tai nạn quá, nhiều cái chuyện đến với mình quá, mình không tin nhân quả. Mình hãy nhớ rằng hãy tin sâu nhân quả, vì có thể mình sẽ một kiếp này mình bị như vậy, kiếp kia mình sẽ bị như thế đó, mà nhờ công đức cúng dường, nhờ biết đi chùa, nhờ biết đi tỉnh thất phước thạnh tu học, cho nên bao nhiêu kiếp gom lại thành một kiếp mình trả hết. Giờ trước không trả, sau cũng trả, giờ trả luôn cho rồi, thì đời sau của mình sẽ được an lạc và hạnh phúc. Cho nên dù chúng ta có gặp chướng duyên như thế nào thì chúng ta hãy cứ mạnh dạn bước qua, té chỗ nào đứng chỗ đó, ngã chỗ nào đứng chỗ đó, đừng có thối tâm bồ đề, vì Đức Phật dạy không bao giờ sai, chỉ có chúng ta làm sai mà thôi. Thì hôm nay Thiên Bình có nhân duyên đến với tỉnh thất Phước Thạnh có một buổi chia sẻ với quý vị, mặc dù biết rằng những cái Thiên Bình nói ở đây thật sự là mình nghe nó phức tạp lắm, khó làm lắm, nhưng mà mình nghiệm lại đi, đó là những việc hàng ngày mình làm. Hàng ngày mình vô chùa, mình tụng kinh niệm Phật, mình đối xử, đối nhân xử thế với gia đình, với xã hội của mình, là những việc hàng ngày của mình. Nếu mình giữ chánh niệm, mình chịu nhẫn nhịn, thì việc gì mình cũng qua hết, việc gì mình làm cũng được hết. Chỉ có cái chúng ta không chịu làm mà thôi, đúng không quý vị? Cho nên là một người Phật tử thì chúng ta cũng có trách nhiệm và bổn phận của người Phật tử. Một ngôi chùa có thể phát huy được hay không, có hưng thịnh được hay không, đạo Phật có thể hưng thịnh được hay không, là nhờ đàn na tính tí, nhờ quý vị đấy. Công đức quý vị rất là lớn. Cho nên quý vị là một người Phật tử thì chúng ta là hạnh phúc rồi, hạnh phúc hơn nhiều người ở ngoài kia không phải là Phật tử, không được nghe giáo pháp, không được tu học. Cho nên người Phật tử có trách nhiệm và bổn phận của mình. Tổng kết lại thì chúng ta nhớ bốn trách nhiệm: bản thân mình, gia đình mình, ngoài xã hội và với Phật pháp. Nếu như chúng ta đi chùa, chúng ta tu tập mà không có kết quả là do chính bản thân chúng ta. Cái người có lỗi đầu tiên á, là mình có lỗi với Đức Phật. Một tổ chức nào cũng vậy, có người này người nọ, ý này ý nọ, nhưng chung quy lại mình phải vì đại chúng, vì sự nghiệp phát triển của một ngôi chùa. Nếu mà chúng ta có cái bản ngã, chúng ta có tư tưởng tự ngã của mình, cho mình quan trọng, thì người có lỗi đầu tiên mình có lỗi với Đức Phật. Cái người mình có lỗi thứ hai là có lỗi với thầy tổ của mình, và có lỗi thứ ba là với mọi người xung quanh của mình. Cho nên muốn một cái công việc thành công thì chúng ta nên nhẫn nhịn và hòa đồng với mọi người, dẹp đi cái bản ngã của mình. Thì Thiên Bình tin chắc rằng tất cả quý vị ở đây đều sẽ vãng sanh về tịnh độ.
và hy vọng rằng một ngày nào đó ở ao Liên Trì Thiên Bình gặp lại quý vị, chứ không muốn gặp ở dưới hen. Mình là người Phật tử mà phải tu như thế nào, một là sanh làm người, hai là sanh thiên hoặc cao hơn, chứ đừng đi chùa suốt cuộc đời mình mà xuống dưới gặp, ủa sao thấy quen quá vậy, không nên như vậy. Lời cuối cùng Thiên Bình xin chúc quý nam nữ Phật tử lúc nào cũng sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức đầy hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh nơi đều trọn thành Phật đạo.